Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác, hôm nay ngày 25 tháng 11, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề Việt Nam-Nhật Bản nâng cao tầm quan hệ hợp tác cùng phát triển, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư với tập đoàn Sumitomo Nhật Bản. Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và một số tỉnh thành phố, thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn và đại diện tập đoàn Sumitomo Nhật Bản đã ký kết và trao đổi bản ghi nhớ về việc hợp tác thúc đẩy dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 với diện tích tăng thêm trên 180 ha. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ về thủ tục để doanh nghiệp có thể triển khai mở rộng dự án giai đoạn 3 một cách nhanh nhất, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong hợp tác giữa Hưng Yên và Nhật Bản. Khi khu công nghiệp Thăng Long 2 và các dự án thu hút đầu tư có công nghệ cao hiện đại, thân thiện với môi trường đi vào hoạt động ổn định sẽ tạo ra động lực trong thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp của tỉnh Hưng Yên, đồng thời thúc đẩy các ngành dịch vụ công nghiệp phụ trợ phát triển, giải quyết thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương và đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Trải qua hai giai đoạn đầu tư, từ năm 2005 đến nay, khu công nghiệp Thăng Long 2 đã hoàn thành việc xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp trên diện tích 345 ha, thu hút 105 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,95 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 100 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm cho 25.000 lao động và đóng góp ngân sách năm 2020 khoảng 45 triệu đô la Mỹ.